Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Gặp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Cảnh báo lừa đảo khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Nỗi lo trẻ hóa người nghiện ma túy. Một xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới. Thời sự trong nước, Bộ Công Thương chỉ thị tăng cường thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. EU kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp cho xung đột Gaza. Lực lượng Houthi thông báo tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 4 tháng 1 năm 2024, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2024. Tham dự buổi gặp mặt có các cán bộ chiến sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia đã có thời gian chiến đấu, công tác, giúp tỉnh Munukiri, Campuchia khôi phục xây dựng phát triển kinh tế sau thảm họa diệt chủng Pol Pot. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang và nhân dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Đắk Lắk và Munukiri là hai tỉnh có chung đường biên giới, có quan hệ truyền thống, giao lưu gắn bó mật thiết từ lâu đời. Sau khi giúp bạn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng, chính quyền đoàn thể tỉnh Munukiri chưa được củng cố, đời sống của người dân vô cùng khó khăn. Đứng trước hoàn cảnh đó, nhận nhiệm vụ từ Trung ương từ năm 1979 đến năm 1989, tỉnh Đắk Lắk đã cử hơn 300 cán bộ chuyên gia sang làm nhiệm vụ ở tỉnh Munukiri, sát cánh cùng nhân dân tỉnh bạn thực hiện công cuộc tái thiết và ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng Pol Pot. Thắng lợi của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc một lần nữa khẳng định ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng của nhân dân Việt Nam, là nguồn sức mạnh to lớn đập tan bất kỳ âm mưu và hành động chống phá nào của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng và hoạt động hội năm 2023, tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ chuyên gia từng tham gia chiến đấu tại nước bạn Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật SBS Việt Nam vừa có khuyến cáo các doanh nghiệp cần truy cập các website chính thức của phía Trung Quốc có đuôi.cn. Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam nhận được yêu cầu từ phía khách hàng Trung Quốc về giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đăng ký và nộp phí thông qua hai website www.gacc.app và www.aqsiq.net. Trước thông tin này, Văn phòng SBS Việt Nam khẳng định Tổng cục Hải quan Trung Quốc không yêu cầu về loại giấy tờ này và quy định thu phí trực tuyến. Theo đó, hai website trên có dấu hiệu giả mạo và lừa đảo doanh nghiệp khi sử dụng tên viết tắt tiếng Anh của các cơ quan trực thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong địa chỉ website. Yêu cầu các doanh nghiệp phải trả phí từ 100 đến 1.000 đô la Mỹ để đăng ký giấy tờ chứng nhận mã số xuất khẩu sang thị trường này. Văn phòng SBS Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp cần truy cập các website chính thức của phía Trung Quốc có đuôi.cn như trên để kiểm tra kết quả đăng ký, tra cứu thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời liên tục cảnh giác với các yêu cầu bất thường trong quá trình giao thương với đối tác. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có một số mặt hàng nông sản đã xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu cần nắm rõ quy định cũng như các khuyến cáo của các cơ quan chức năng để tránh những thiệt hại đáng tiếc. Năm 2023, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã kiểm định được 119.383 lượt phương tiện, cao hơn 18.486 lượt phương tiện so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 89.241 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đạt 74,74%, 30.142 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Trong năm 2023, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ, cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện. Hiện toàn tỉnh có 6 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ hoạt động theo hình thức xã hội hóa. Cụ thể, thành phố Buôn Ma Thuột có 3 trung tâm, huyện Cà Đông Bắc có 1 trung tâm, huyện Ea Sô có 1 trung tâm và huyện Cà Đông Bắc có 1 trung tâm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng sử dụng trái phép các chất ma túy đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Với nhiều kiểu ngụy trang, dễ sử dụng, dễ mua, các loại ma túy mới đang được xem như cơn bão tấn công giới trẻ, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn và để lại những hệ lụy nặng nề cho xã hội. Dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng T đã có thâm niên 4 năm sử dụng ma túy. Do nhận thức sai lệch, bị bạn bè dụ dỗ lôi kéo, T đã sa chân vào con đường nghiện ngập lúc nào không hay. T bỏ học, phụ thuộc vào ma túy, rồi trộm cắp để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Đôi khi ngồi tiền thì trộm cắp thì trong đôi ông nhà, lúc hết đôi ông nhà rồi là ra ngoài ăn trộm cắp người ta. Khi bố mẹ bảo là kêu là cứ thế tiếp tục trộm cắp thì người ta đưa người ta đánh chết đấy, đừng có trộm cắp, cũng phớt lờ lời bố mẹ nói. Cứ theo bàn bay cứ rủ lên, cứ theo bàn bay để phụ thuộc vào ma túy rồi. Ma túy cũng đang len lỏi vào những buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều thanh niên đang độ tuổi lao động xa vào cảnh nghiện ngập, mất kiểm soát bản thân. Ma túy đã khiến cho A, từ một chàng trai ED chăm chỉ lao động, đến một người nghiện ngập, thiếu sức sống, cai nghiện rồi tái nghiện. Buôn em tại ấy nhiều thanh niên nghiện, năm 16, 17 tuổi là đã làm thuê rồi. Thấy anh em chơi bời nhiều quá nên muốn chơi theo. 2018 thì cũng vô đây một khóa, cuối 2019 về xong lại thấy anh em bạn bè nó rủ đây chơi bời nữa. Mình cũng chơi, không chơi được thời gian lại vô đây lại thắt cơn giải độc là đồ máy, thấy hối hận. Một thời gian sau mình về chắc bỏ kiếm công việc ổn định để làm. Theo thống kê của Công an tỉnh Đắk Lắk, đa phần người sử dụng trái phép chất ma túy là nam giới, chiếm khoảng 96,66%. Trong đó, số người sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến. Đến tháng 12 năm 2023, cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk hiện đang quản lý điều trị cai nghiện, phục hồi sức khỏe cho gần 600 học viên, trong đó chiếm khoảng 70% là thanh thiếu niên. Độ tuổi của người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, đa số đều sử dụng ma túy tổng hợp. Nếu mà cái đối tượng trước ấy, thì sử dụng cái ma túy truyền thống ấy, các cái loại ma túy truyền thống ấy, thì mình có cái phác đồ điều trị nó có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà bây giờ cái đối tượng sử dụng ma túy bây giờ là những cái loại ma túy tổng hợp mới, nó có nhiều chất mới. Tuy nhiên nhiều khi cái phác đồ điều trị của mình nó cũng chưa đáp ứng được với lại cái việc học viên nó nghiện ma túy như hiện nay. Hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới, núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, gây kích thích ảo giác, hoang tưởng, ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh. Tại trung tâm cai nghiện, qua hoạt động trị liệu mỗi ngày, nhiều người biết trân trọng giá trị lao động và có một môi trường sạch ma túy. Tuy nhiên, làm thế nào để khi trở lại cộng đồng, họ không tiếp tục sử dụng ma túy là thách thức rất lớn, cần trách nhiệm của gia đình và cộng đồng. Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk có diện tích gần 27.000 hectare, giáp ranh với hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên. Khu bảo tồn có nhiều loại động thực vật quý hiếm nên luôn nằm trong tầm ngắm của các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng. Các đối tượng vi phạm với hành vi ngày càng manh động và liều lĩnh, khiến Ea Sô xuất hiện những điểm nóng về phá rừng, săn bắt động vật hoang dã và gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng. Khu vực giáp ranh giữa khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô với xã Ea Đá, huyện Cà Đông Năng là một trong những điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy, cũng là tuyến đường các đối tượng thường xâm nhập vào khu bảo tồn để vận chuyển lâm sản ra bên ngoài. Để hạ nhiệt tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, lực lượng quản lý bảo vệ đã tăng cường công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Theo kinh nghiệm tức là lâu năm và cũng là cái kinh nghiệm cuộc sống của bà con ở vùng đây, tức là khi mà mùa mưa vừa chấm dứt đó, là mùa khô nó tới, là mùa khô thì đây là một cả vùng đây, như các anh đã thấy bắt đầu cũng có dấu hiệu là bắt đầu là chặt tre lại tẻ rồi. Họ tức là họ phá từ từ, họ phá dần dần, và theo kinh nghiệm tôi là đây là cái vùng đất là tốt thì nhiều. Theo báo cáo, thời gian gần đây, các đối tượng vi phạm manh động, liều lĩnh và sẵn sàng chống trả người thi hành công vụ, gây thương tích cho lực lượng giữ rừng. Áp lực giữ rừng ngày càng tăng, nhưng lực lượng quản lý bảo vệ rừng ngày càng mỏng do tình trạng cán bộ kiểm lâm xin nghỉ việc và phải tinh giản biên chế. Trong khi đó, cơ chế chính sách đãi ngộ chưa tương xứng với nhiệm vụ và trách nhiệm của người giữ rừng. Ông đồng lương của chúng tôi không nuôi đủ một gia đình, ý là một đứa con ăn học, thì anh em về họ kiếm việc khác chứ không phải riêng bản thân tôi. Tôi mong là chính sách nó sẽ thay đổi trong thời gian tới. Đã kiến nghị rất nhiều với các cấp ngành, đặc biệt là trung ương, phải có cơ chế chính sách về cái chính sách đãi ngộ, đặc biệt là chính sách tiền lương và các cái chế độ phụ cấp riêng liên quan trong cái công tác mà coi như là đối với cái lực lượng mà chúng ta hay thường gọi là lực lượng bảo vệ rừng tận gốc ấy, ở các cái đơn vị chủ rừng, ban quản lý rừng và các vườn quốc gia, khu bảo tồn đấy, để làm sao mà anh em có một cái mức lương đủ, gọi là về cơ bản so với cái mặt bằng chung của xã hội là đủ sống, đủ lo cho được cho gia đình. Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có thảm thực vật rừng phong phú đa dạng với nhiều loại gỗ và động vật hoang dã quý hiếm. Dù công tác tuần tra truy quét được tăng cường, nhưng trên địa bàn rộng địa hình hiểm trở thì tài nguyên rừng của khu bảo tồn luôn đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Điều này đòi hỏi cần tăng cường các nguồn lực và thay đổi cơ chế chính sách để giữ rừng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, xác định y tế là một trong những tiêu chí quan trọng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống người dân mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Đắk Lắk và ngành y tế luôn quan tâm triển khai có hiệu quả Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực. Trạm y tế xã Chư Bơm, huyện Cà Đông Bốc hiện có 8 cán bộ y bác sĩ. Những năm qua, trạm y tế xã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, làm tốt vai trò nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu của người dân. Trạm đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế, theo dõi, giám sát, quản lý tình hình dịch bệnh. Từ năm 2015 đến nay, xã đều đạt tiêu chí trạm y tế chuẩn quốc gia. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân trên địa bàn xã tham gia khám bảo hiểm y tế đạt 91%. Hiện tại là trên địa bàn xã Cư Bưng là đến 82% là người dân tộc thiểu số Tây Trổ và dân tộc các nơi đến. Thì cái này là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì cấp cái về cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Và thứ hai là cộng với đó là bên người kính ấy, thì lại có sổ cận nghèo và sổ nghèo, cho nên là cũng được cấp, cho nên là cái tỷ lệ hiện tại của xã này là 91% thì đạt rất cao. Để triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, những năm qua huyện Mèo Vạc đã huy động các nguồn lực đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ. Nhờ đó, người dân được tiếp cận sử dụng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe với chất lượng ngày càng cao. Hiện toàn huyện Mèo Vạc có 7 trên 12 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 98%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, cân nặng trên tuổi còn 18%. Tỷ lệ người dân có số khám bệnh điện tử đạt 78,23%, vân vân. Trạm y tế thì trong thời gian qua cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, và cũng được trạm y tế cũng được đầu tư về trang thiết bị cũng tương đối là đầy đủ, như là máy siêu âm này, xét nghiệm huyết học, sinh hóa, test đường máu, trạm đều có cả. Năm 2023 thì Bộ Y tế có ban hành một cái quyết định 1300 về các cái tiêu chí mới. Thì trên cái cơ sở đó thì sẽ có nhiều cái nội dung cần phải đầu tư, cần phải có lộ trình. Thì cái này về Trung tâm Y tế cũng đã chủ động nghiên cứu triển khai để có cái đánh giá trong 6 tháng đầu năm đối với tất cả các trạm y tế xã, và sẽ có cái đăng ký để mà cái lộ trình để mà những xã nào đạt được trong năm 2023 và đến năm 2025. Nhưng trên quan điểm là trên địa bàn huyện, xã nào đã đạt nông thôn mới, ví dụ như là xã Riêng, xã Pin, thì dứt khoát phải tạo mọi nguồn lực, trung tâm sẽ phải tạo mọi nguồn lực để cho xã đó đạt điều kiện về cái chuẩn quốc gia về y tế theo quyết định 1300. Nhằm thực hiện tốt tiêu chí số 15 về y tế trong xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới, thời gian tới các địa phương và ngành y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập trung hỗ trợ, đào tạo cán bộ cho tuyến y tế cơ sở đủ năng lực quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động dự phòng và khám chữa bệnh, đồng thời huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, củng cố mạng lưới khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.